Xin chào những người đồng hành trên hành trình khám phá lịch sử thế giới. Lịch sử hàng hải đã chứng kiến không ít vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và của. Chúng ta đều đã nghe về câu chuyện con tàu Titanic xấu số, nhưng mà ít người biết rằng thảm kịch Titanic chỉ là một trong số danh sách những vụ đắm tàu có số người chết phi quân sự lớn nhất từng được ghi nhận. Danh sách mà lịch sử thế giới đề cập ngay sau đây có thể khiến quý vị và các bạn ngỡ ngàng và kinh hoàng. Pha chở khách MV Donabas chìm pha chở khách ở Philippines. MV Donabas là tên chiếc pha chở khách bị chìm vào ngày 20 tháng 12 năm 1987 sau khi va chạm với tàu chở dầu Vester. Theo đó, pha MV Donabas đang trên đường từ Caplogan trên đảo Samar, Philippines tới Manila qua eo biển Taplas, khu vực giữa đảo Mindoro và Taplas. Tuy nhiên, Donabas đã bất ngờ va chạm với một chiếc tàu chở dầu nhỏ có tên là Vester với 8.800 thùng dầu thành phẩm. Vụ tai nạn khiến tàu Vester bốc cháy dữ dội và ngọn lửa nhanh chóng lan sang Donabas, khiến cả hai phương tiện chìm không lâu sau đó. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines cho biết chiếc phà mang nhãn hiệu MV Tomas Aquinas chở khoảng 870 người đã đâm vào một chiếc tàu chở hàng, sau đó bị nghiêng và chìm dần. Hai tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đã được triển khai để cứu hộ hành khách. Cho đến nay, khoảng 572 người đã được cứu sống. Những người sống sót trong vụ tai nạn cho biết, hàng trăm hành khách đã nhảy xuống biển sau khi vụ tai nạn xảy ra. Jacqueline Algodon cho biết, ông và nhiều hành khách đã nhảy xuống biển ngay phía trước tàu chở hàng sau khi chiếc phà bắt đầu chìm. Chỉ có 2 trong số thủy thủ đoàn 13 người trên tàu Vester và 58 hành khách trên phà Donabas sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng trên. Số người chết chính thức được tìm thấy trên chiếc phà xấu số là 1.565 người, mặc dù báo cáo sau này cho biết có tới 4.375 người thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng trên bởi tình trạng chở quá tải thường xuyên diễn ra trên những phương tiện hàng hải của Philippines. Các vụ tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra ở Philippines do các nguyên nhân về tiêu chuẩn an toàn kém, tình trạng chở quá tải và bão thường xuyên. Phà, thuyền nhỏ là những phương tiện giao thông chính ở đất nước có tới 7.100 hòn đảo. Các cuộc điều tra sau này tiết lộ, giấy phép của tàu Vester đã hết hạn, trong khi thủy thủ đoàn của chiếc tàu chở dầu đều không có giấy phép. Ngoài ra, chiếc phà Donabas cũng được xác định là chở vượt nhiều lần so với tải trọng của nó. Chính vì lẽ đó, vụ va chạm giữa hai con tàu đã gây ra vụ tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử hàng hải nhân loại. 2. Vụ nổ cảng Halifax. Vụ nổ bến cảng Halifax xảy ra vào ngày 6 tháng 12 năm 1917 tại thành phố Halifax, Nova Scotia, Canada, khi một con tàu chở đầy thuốc nổ mang quốc tịch Pháp đã vô tình va chạm với một chiếc tàu của Na Uy trong khu vực cảng Halifax. Nó đã gây ra một vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển thành phố Halifax, đồng thời khiến gần 2.000 người, chủ yếu là người Canada, bị thiệt mạng. Hầu hết những trường hợp tử nạn được báo cáo là do hỏa hoạn, mảnh vụn văng và sự sụp đổ của các tòa nhà nằm ở gần bến cảng. Người ta ước tính, ngoài 1.950 người thiệt mạng, có tới 9.000 người khác bị thương vong trong vụ việc. Đây được coi là một trong những vụ nổ nhân tạo lớn nhất thế giới mà không phải do vũ khí hạt nhân gây ra. Theo tài liệu ghi lại, lúc 8 giờ 40 giờ địa phương, Mont Blanc, tàu hàng đầu của Pháp chở theo thuốc nổ và vũ khí, đã vô tình va chạm với tàu Na Uy Emo chở theo đồ cứu trợ đang bốc dỡ hàng trong cảng. Vụ tai nạn khiến tàu Mont Blanc bốc cháy và phát nổ trong 35 phút sau đó, khiến tất cả những công trình trong diện tích 2 cây số kể từ tâm của vụ nổ bị san phẳng. Vụ nổ còn gây ra chấn động, gây ra trận sóng thần lớn tại cảng và bẻ cong tất cả những tuyến đường sắt cũng như thổi gãy cây cối trong khu vực. 3. Và MV Zola. Ngày 26 tháng 9 năm 2002, tàu phà Zola chở hành khách từ Jicocha ở vùng Casamance trong chuyến chạy thường xuyên giữa miền nam Senegal tới thủ đô Caracas vào khoảng 1 giờ 30 chiều. Ở thời điểm của chuyến đi, tàu này được thiết kế chở khoảng 580 hành khách. Tuy nhiên, người ta cho rằng tổng cộng có gần 2.000 hành khách đã có mặt trên tàu. Trong đó có 185 người lên tàu từ Carabes, một đảo không có cảng chính thức cho hành khách lên xuống tàu. Vẫn chưa biết rõ số lượng hành khách chính xác, nhưng có 1.034 người mua vé.
Số còn lại không có vé do họ buộc phải mua vé các trẻ em dưới 5 tuổi hoặc do họ đi lậu nhưng vẫn thường xảy ra. Cuộc gọi cuối cùng từ nhân viên tàu phà Zola tới trung tâm an ninh hàng hải ở Darat vào khoảng lúc 10 giờ tối cho đến khi tình trạng của chuyến đi tốt đẹp. Vào khoảng 11 giờ tối, tàu gặp cơn bão ngoài biển Gambia. Do biển động và gió mạnh, tàu nhanh chóng bị lật, quăng những hành khách và hàng hóa xuống biển. Các báo cáo chi tiết cho biết tai nạn xảy ra trong vòng chưa tới 5 phút. Trong khi nhiều hành khách có thể đã bị chết trong lúc lật tàu hoặc ngay sau đó, thì hình như một số đông đã sống sót và chỉ chết đuối khi họ chờ cứu hộ. Các đội cứu hộ của chính phủ đã không tới nơi xảy ra tai nạn cho tới sáng hôm sau. Mặc dù những ngư dân địa phương đã cứu một số người sống sót lênh đênh trên biển nhiều giờ trước đó. Trong số ước lượng 2.000 hành khách, chỉ có khoảng 64 người sống sót, trong đó có một phụ nữ lúc đang mang thai, trong số hơn 600 hành khách nữ ở trên tàu. Một thời gian trước khi các đội cấp cứu chính thức tới nơi, thì người dân địa phương ở gần nơi tai nạn đã dùng thuyền độc mộc của họ nỗ lực vớt những người sống sót. Họ cứu được một số người và vớt được nhiều xác trôi lềnh bềnh quanh tàu. Lúc 2 giờ chiều, họ cứu được một cậu bé 15 tuổi. Cậu bé này xác nhận vẫn còn nhiều người sống bị kẹt trong tàu. Họ nói rằng chỉ có những tiếng ồn và tiếng kêu la sợ hãi vang từ trong tàu. Tàu Zola vẫn bị lật nhưng nổi lên trên mặt nước khoảng 3 giờ chiều, rồi cuối cùng chìm xuống dưới nước, kéo theo những người không thể thoát ra khỏi tàu. 4. Chìm tàu Sultana. Sultana là tàu hơi nước chở khách hoạt động trên khu vực Mississippi, Mỹ. Nó bị phá hủy vào ngày 27 tháng 4 năm 1865 trong một vụ tai nạn được đánh giá là tồi tệ nhất lịch sử Hoa Kỳ. Theo đó, một trong bốn nồi hơi của con tàu đã phát nổ, khiến toàn bộ tàu bị phá hủy và chìm gần Memphis, Tennessee. Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của 1.800 hành khách trong tổng số 2.400 người có mặt trên boong tàu. Sở dĩ thảm họa này không được chú ý nhiều bởi vì nó xảy ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln bị ám sát và nằm trong những tuần cuối cùng của nội chiến trên đất Mỹ. Hầu hết những hành khách có mặt trên tàu là lính liên minh quê ở Ohio được phóng thích. Chính phủ Hoa Kỳ đã ký hợp đồng để Sunata đưa những tù nhân chiến tranh trở về nhà. Các cuộc điều tra được tiến hành sau đó khẳng định một trong bốn nồi hơi bị rò rỉ và bảo dưỡng kém đã gây ra thảm họa trên. Vụ nổ kinh hoàng đã thổi bay nhiều hành khách xuống nước, đồng thời phá hủy một phần của con tàu khiến nó bị đắm sau đó. Khói từ vụ nổ bốc lên cao đến mức có thể nhìn thấy được thành phố Memphis. Trở lại với câu chuyện được nhắc ở ngay đầu video với con tàu Titanic lịch sử. Vụ chìm tàu Titanic vào ngày 15 tháng 4 năm 1912 đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, gây chấn động lớn trên thế giới. Hơn một nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiều người vẫn ớn lạnh khi xem lại những hình ảnh cuối cùng của thảm họa này. Vào ngày này năm 1912, lúc 2 giờ 20 sáng, con tàu Anh Titanic đã chìm xuống Bắc Đại Tây Dương, cách Newfoundland, Canada khoảng 400 dặm về phía nam. Con tàu khổng lồ với 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn đã va vào một tảng băng trôi trước đó 2 tiếng rưỡi. Ngày 10 tháng 4, Titanic, một trong những chiếc tàu biển lớn và sang trọng nhất từng được chế tạo, đã rời Southampton, Anh, trên chuyến hải trình đầu tiên của mình qua Đại Tây Vương. Titanic được thiết kế bởi thợ đóng tàu người Iceland William Pires, được chế tạo tại Belfast và được cho là con tàu nhanh nhất thế giới lúc bấy giờ. Con tàu dài đến 883 feet từ mũi tàu đến đuôi, với phần thân được chia thành 16 khoang, được cho là không thể thấm nước. Bởi vì 4 trong số các khoang này có thể bị ngập mà không bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tàu nổi, Titanic đã được cho là không thể chìm. Trong lúc rời khỏi cảng, Titanic đã chạy rất sát chiếc tàu hơi nước New York chỉ cách vài feet, nhưng nó đã vượt qua một cách an toàn, giúp toàn bộ hành khách trên tàu có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong hải trình đầu tiên của mình trên tuyến đường biển Đại Tây Dương đông đúc, con tàu đã chở 2.200 vị hành khách và thủy thủ đoàn. Sau khi dừng lại tại Cherbourg, Pháp và Windsor, Iceland để đón những hành khách cuối cùng, con tàu lớn đã tăng tốc hết mức tới thành phố New York. Tuy nhiên, ngay trước nửa đêm ngày 14 tháng 4, Titanic đã bất thất bại trong việc chuyển hướng khỏi một tảng băng trôi và bị vỡ ra ít nhất là 5 khoang. Những khoang này bắt đầu ngập đầy nước và kéo mũi tàu xuống. Do các khoang của Titanic không bị chặn ở phần trên, nước từ những khoang bị vỡ đã tràn sang những khoang tiếp theo, làm cho mũi tàu chìm xuống dần, còn đuôi tàu bị nâng lên đến một vị trí gần như thẳng đứng so với mặt nước. Sau đó, Titanic bị vỡ làm đôi
Vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 4, đuôi và mũi tàu đã chìm xuống đáy của đại dương. Do không có đủ thuyền cứu hộ và thiếu quy trình xử lý khẩn cấp thỏa đáng, hơn 1.500 người đã chìm xuống với con tàu hoặc bị đóng băng đến chết trong vùng nước Bắc Đại Tây Dương lạnh giá. Phần lớn trong số có 700 người sống sót là phụ nữ và trẻ em. Có một số công dân Mỹ và Anh nổi tiếng đã chết trong thảm kịch này, bao gồm nhà báo Anh William Thomas Dick và những người thừa kế của dòng họ Stroud, Aston và Guggenheim. 1 giờ và 20 phút sau khi Titanic chìm, tàu Carpathia của hãng Cunard đã đến. Những người sống sót trong các thuyền cứu hộ đã được đưa lên tàu, một số khác được kéo khỏi mặt nước. Sau ngày người ta phát hiện ra rằng tàu Californian của hãng Leland cũng ở cách đó chưa đầy 20 dặm vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng không nghe được tín hiệu cầu cứu của Titanic vì radio liên lạc của nó đã bị tắt. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1985, cuộc thám hiểm chung giữa Mỹ và Pháp đã giúp xác định vị trí của tàu Titanic nằm ở đáy Đại Tây Dương. Ở độ sâu khoảng 13.000 feet, con tàu cũng đã được khám phá bằng những chiếc tàu ngầm có người lái và không người lái, từ đó làm sáng tỏ những chi tiết về vụ chìm tàu. 6. Tàu RMS Everest of Iceland. Tàu RMS Everest of Iceland được đóng vào khoảng 1905-1906 bởi công ty đóng tàu Fairfax Govan, Scotland, theo đơn đặt hàng từ công ty tàu thủy hơi nước Thái Bình Dương của Canada. Con tàu Everest of Iceland tới thành phố Quebec, Canada lúc 16:30 ngày 28 tháng 5 năm 1914 cùng với 1.477 hành khách và thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng Harry George Kendall được trao quyền điều khiển con tàu hồi đầu tháng. Và đây là chuyến đi đầu tiên mà ông ra khơi trên cương vị chỉ huy tàu Everest. Rạng sáng ngày hôm sau, lúc con tàu đang chạy ở khu vực Bois-Auvergne, Quebec, trong điều kiện sương mù dày đặc, thì nó bị tàu chở than quốc tịch Na Uy Scotia đâm phải. Vụ tai nạn khiến cho mạng của tàu Everest bị hư hại nghiêm trọng, khiến nước nhanh chóng tràn vào thân tàu. Con tàu chìm trong vòng 14 phút, khi hầu hết những hành khách đang ngủ khiến họ không kịp phản ứng. Chỉ có 465 trong tổng số 1.477 hành khách sống sót. Trong số những người thiệt mạng có 130 trẻ em, 247 phụ nữ và nhà viết kịch, tiểu thuyết gia người Anh nổi tiếng là Lawrence Irving. Ngoài ra một người may mắn thoát là Tower, người được xác định sống sót trong hai vụ chìm tàu đình đám là Titanic và Lusitania, cũng được báo cáo là sống sót trong vụ tai nạn chìm tàu Everest. 7. Tàu chở khách MS Estonia. MS Estonia được đóng mới vào năm 1979 tại xưởng đóng tàu ở Babenbrod của Đức. Vụ tai nạn của MS Estonia xảy ra lúc 0 giờ 55 đến 1 giờ 50 ngày 28 tháng 9 năm 1994, khi con tàu băng qua biển Baltic trên đường từ Tallinn, Estonia đến Stockholm, Thụy Điển. Sau khi gặp nạn, tàu đang chở 989 hành khách và thủy thủ đoàn. Dấu hiệu đầu tiên khi con tàu MS Estonia gặp nạn là tiếng kêu lạ của kim loại va vào nhau vang lên trong lúc nó đang ở ngoài khơi của quần đảo Turku. 15 phút sau, bên mạn phải của con tàu xuất hiện một vết nứt lớn. Lúc 1 giờ 20 phút, một giọng nữ yếu ớt đã vang lên, báo động toàn con tàu trên hệ thống loa phát thanh. Ngay sau đó, thuyền cứu sinh đã được hạ xuống. Tuy nhiên, con tàu bị nghiêng 30 đến 40 độ về phía mạn phải, khiến cho việc thả thuyền chở trở nên rất nguy hiểm. Ngoài ra, vụ tai nạn còn gây mất điện trên toàn bộ con tàu, làm cho hệ thống định vị và báo động của nó không thể hoạt động, khiến những nỗ lực cứu hộ bị cản trở phần nào. Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của 852 người, chỉ có 137 hành khách được cứu sống. 8. Tàu chở khách SS Ursuline. Là tàu chở khách có trụ sở Chicago, SS Ursuline được sử dụng chủ yếu để chuyên chở khách du lịch. Ngày 24 tháng 7 năm 1915, tàu SS Ursuline cùng với hai tàu hơi nước khác là Theodore Provencel và Bertolt Kay đã nhận hợp đồng chở nhân viên của công ty điện lực Chicago tới thành phố Michigan của bang Indiana để picnic. Vì số lượng công nhân lớn nên con tàu được trang bị một lượng lớn thuyền cứu sinh, đến nỗi khiến nó chồng chành bất ổn. Vào buổi sáng định mệnh, con tàu chở 2.752 hành khách rời khỏi bến cảng. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau, một lượng lớn hành khách đã đổ dồn về một bên của con tàu. Sự thay đổi cân bằng này đã khiến cho tàu bị lật nghiêng hoàn toàn về một bên. Sự việc khiến hàng trăm người đứng bên mé tàu bị nghiêng chết
và hàng trăm người khác phải tử nạn vì đồ nội thất đè vào trong quá trình bị nghiêng tàu. Vụ tai nạn không tưởng đã cướp đi sinh mạng của 845 người, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em. 9. Tàu đổ bộ HMS Brinkenhurst. Tàu HMS Brinkenhurst là tàu vỏ sắt chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Anh. Ban đầu nó được thiết kế để hoạt động như một tàu khu trục nhỏ, nhưng sau đó được chuyển đổi thành tàu chuyển quân. Ngày 26 tháng 2 năm 1852, nó vận chuyển một lượng lớn binh sĩ thuộc Trung đoàn 73 ở khu vực Vịnh Anqua. Tuy nhiên, nó bị đắm tại Gatbay ở gần Cape Town, Nam Phi. Là tàu chiến, nó không có phao cứu sinh nên phụ nữ và trẻ em được ưu tiên, khi đó đàn ông phải vật lộn với sóng biển. Dù vậy, họ vẫn không thể cầm cự được với biển lớn và đuối sức dần. Chỉ có 193 người trong tổng số 643 người có mặt trên tàu được sống sót sau tai nạn. Thế nhưng sự hy sinh cao cả của những người lính đã được ca ngợi mãi cho đến sau này. 10. Mary Rose. Là tàu hải chiến của Hải quân Anh dưới thời Henry VII, tàu Mary Rose là chiến thuyền góp nhiều công lớn trong chiến tranh với Pháp, Scotland và Brittany. Tuy nhiên, sau khi được nâng cấp vào năm 1536, con tàu nhận nhiệm vụ đầu tiên là hải quân tấn công nhằm vào một hạm đội của Pháp tháng 7 năm 1545. Tuy nhiên, con tàu đã bị lật úp sau đó và chìm sâu dưới lòng biển mà chưa rõ nguyên nhân. Tàu Mary Rose là chiến thuyền đầu tiên được trang bị đầy đủ pháo ở hai bên mạn. Nó cũng là một trong những tàu chiến đầu tiên được đóng để phục vụ cho hải quân mà không thực hiện bất kể nhiệm vụ nào khác. Tuy nhiên, trong trận chiến cuối cùng, chiếc tàu đã bị lật úp, sau đó chìm xuống biển và cướp đi sinh mạng của 400 thủy thủ. Theo dự đoán, có thể vì quay đầu đột ngột với lượng lớn trọng pháo ở hai bên mạn nên nó đã mất thăng bằng và lật úp. Người ta tình cờ phát hiện ra Mary Rose vào năm 1971, sau đó nó được trục vớt vào năm 1982 nhằm phục vụ cho mục đích bảo tồn và nghiên cứu. Thưa quý vị, lịch sử là như vậy. Bên cạnh những bí ẩn thú vị là những câu chuyện đau xót, thương tâm, những vụ tai nạn của những con tàu xấu số gắn liền với việc cướp đi sinh mạng của hàng trăm, hàng nghìn người. Thời gian đã qua đi, câu chuyện ở quá khứ nên để lại ở quá khứ. Nhưng có lẽ người ở lại sẽ không bao giờ quên được những ký ức kinh hoàng đó. Chúng ập đến và đã lấy đi của họ những gì. Câu chuyện của lịch sử thế giới ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho lịch sử thế giới.